Thì đó các bạn, hôm nay mình sẽ làm YouTube Single TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đó là món và đây là món mấy bạn có thấy mình quen sao mấy bạn có thấy gì chưa? Còn đây là gà nướng rau biển mật ong, còn đây là gà siêu cay cấp độ 7 đó các bạn thấy chưa? Ok bây giờ là các bạn thấy mình có quen không? Mình là kênh xong bây giờ là em mình là sẽ ăn. Đúng rồi, hai anh em sẽ ăn. Xong bây giờ là hai anh em mình sẽ ăn thử cái vị cấp độ 7 như thế này, các bạn có cay không? Cậu Khai đang làm việc cho nên mình phải nói nhỏ lại. Ngon dễ xem. Rất cay các bạn. Đây, từ trong rất cay các bạn, nó nồng quá, giống như vị wasabi. Cay lắm. Ừ. Giống như là ớt vậy. Bây giờ mình sẽ ăn về nướng rau biển mật ong các bạn. Đó, các bạn thấy nghe hiểu chưa? Có rau biển này ngon nè, có rau biển này đó các bạn. Xong rồi các bạn quăng của mình nha. Rồi thì nó mặn mặn, ngon hơn cái rau biển. Thấy các bạn, đó, thấy đẹp chưa? Ngon. Còn bây giờ vì nó cay quá nên là hai anh em tôi sẽ đóng lại, phòng tránh trường hợp mà nó cay quá. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Giờ phủi. Đăng ký kênh các bạn. Nhớ bấm đăng ký, subscribe kênh của mình để mình có động lực làm nhiều video nha. Nha. Hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye. Rồi, tụi mình mới giỡn với mọi người thôi, tụi mình phải ứng xử nó. Đây là sữa cool đây. Còn đây sữa cool nha các bạn. Có nhiều trái cây bị kem. Bây giờ xong sau khi mình được ăn cái gà nướng mật ong siêu cay, gà quẻ mang con ngang luôn, chứ là giờ phải uống sữa. Nào quá mọi người ơi, nãy giờ nào quá mọi người, xong nãy giờ là tụi mình ăn cái hot spicy của Thái Lan nhưng mà vị nó là vị của Hàn Quốc đó, mà sau tụi mình uống rất là nhiều sữa, thật sự rất là no. Còn cái đống sữa hai anh em mình uống là thật sự rất là no và lại cay, xong mình uống mấy hộp sữa lận. Tay da nha. Đây có nhìn thêm rau biển ở trên đây, đây là từ Trung Quốc đây. Không phải là tụi mình ăn bò Trung Quốc là độc hại đâu nha. Chỉ ăn một lần thôi chứ không ăn gì. Cái vị nó rất ngon. Thấy rất là cái vị của rau biển rất là ngon và để nó hòa viện lẫn ra gia vị với rau biển và muối vào. Canada hả? Thái Lan rất là ngon nha mọi người. Nó là vị với nhau kiểu giống như kiểu Hàn Quốc á. Còn đây là tẩm một lớp mật ong ở trên đây nè, với lại tẩm ớt siêu cay, có một tiếng ớt ở đây luôn hả, cây nồng nè. Xong các bạn thấy là chỗ này dưới giống hot and spicy là cay và nóng là còn còn cái này là BBQ Korea là vị của Hàn Quốc nha các bạn. Các bạn có thể thấy đây là muốn về cái tẩm rau biển á, nhìn hấp dẫn chưa? Ừ, hả? Rồi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn nhớ like, đăng ký, share, ủng hộ kênh của mình để kênh của mình có động lực làm thêm những video mới cho các bạn coi nha. Xin chào.